7 nó có 3, ghét 7 nó dịch ra cho chẳng 10. Theo bạn Việt Nam, nhân quyền không? Thì ông hỏi ông biết rồi, ông hỏi tôi, ông hỏi đố tôi làm chi nữa. Ông hỏi tôi thì ông có câu trả lời thì ông tự trả lời luôn đi. Ông hỏi tôi làm chi, ông chơi gài tôi vậy ba? Muốn biết cái gì tôi hỏi á. Để theo như bạn Việt Nam có dân quyền không, theo ông thấy có hay không? Ông thấy có là nó có, mà ông thấy không thì là không. Ông hiểu không? Ông thấy cũng như tôi thấy những gì ông thấy, mà ông thấy những gì tôi thấy, vậy thôi. Nhưng ông Phúc không có kháng án gì hết. Ông Phúc nào không kháng án? Cài vô hết, cài cấm vô hết. Ông Phúc nào không kháng án? Giờ tôi nói với bị nghe nè, bất cứ người nào có ai muốn ở tù không? Mà nói không muốn kháng án, yêu chồng một ngày thôi người ta muốn kháng án, người ta cũng muốn, ai nó không muốn. Giờ quý vị có nghe cái miệng ông Phúc nói chưa? Chừng nào mà cái miệng ông Phúc nói mà mình nghe thì mình tin. Tai nghe mắt thấy sờ đụng mới tin, hiểu không? Chị có xem một clip em gái ông Phúc đi nằm ổng, ông không chịu mời luật sư là do ý của ông chứ không phải gia đình. Hồi đó giờ tôi chưa nghe ông Phúc có em gái, giờ tự nhiên đụng cái có đứa em gái ngăn hông vậy trời. Tại vì ông Phúc ổng không muốn mời luật sư, thì ổng biết mấy thằng luật sư này bẩn, không giúp gì được cho ổng được, cho nên ổng không cần mời luật sư, hiểu không? Còn nếu chống án chắc chắn một điều, ổng sẽ muốn chống án. Ổng không muốn chống án và tự ổng lên tiếng. Ổng biết tụi nó gài ổng rồi, còn nói về vấn đề em gái tự nhiên sao em mình giữa đường ngang mặt vậy. Giờ nói thiệt với quý vị nha, giúp là gì mà không giúp là gì, giúp cũng như không mà không như giúp. Đúng thì người ta giúp tới nơi tới chỗ, không có không đúng đương như không giúp. Mà giúp mà mời luật sư là dứt khoát thọ nhân tuyên bố là không giúp, mời luật sư là không chơi. Để cho nếu mà làm giấy mà để kháng án, ông Phúc đứng ra để trả lời từng câu hỏi với tòa án thì tôi chấp nhận. Trong cái phiên tòa đó, chúng ta là người cùng nhau để góp sức để bảo vệ cái nghiêm chính thôi, cái liêm chính thôi. Người đưa tin theo bạn có nhân quyền không vậy? Trời đất ơi, nó nói vậy chứ nó đâu có biết, nhưng nó tự nhiên nó hỏi em, nó hỏi em thì nó phải tự trả lời chứ. Đúng em, dạ cảm ơn. Hình như nói là chị gái chửi không phải là em gái. Hình như nói là chị gái chứ không phải là em gái. Ừ, hồi trước giờ mình không nghe, tự nhiên sao giờ nói vậy đó. Con có bằng luật sư đi không, làm nghề luật sư nói ác lắm. Vì trời ơi, mấy luật sư nó không ác ai ác. Em còn nhớ danh sách ở trong đầu của em, mấy năm về trước mấy luật sư nó xạo lắm. Thở này á, bây giờ thí dụ như anh thiếu nợ em, cái người chủ nợ đó trả nợ mình, thì mình xóa nợ tự nhiên đi đòi nợ phải mướn luật sư thêm mà phải ứng tiền cho nó. Nó xạo vậy đó, mấy luật sư bẩn á. Mà hầu như là bẩn là nhiều hơn sạch. Uống xíu nước đi em, cảm ơn. Còn không biết không phải, nếu không sao để bà mẹ nhắn tin. Bà già rồi làm sao nhắn tin được, bà già vừa rồi bà nói đó, bà nói là có một cái người lại kêu bà là lăn tay đó, ký tên mà không biết ký cái gì đó, mà kêu bà vậy đó, mà ép bà ký tên luôn đó, bà già đó. Bà già của ông Phúc quá quý vị. Ổng có người chị gái, em gái, nhưng không ai có hiểu và lo cho mẹ ổng. Hôm nay nhìn chị tươi quá vậy đó hả Tiến Lê? Chị ơi, bữa chị nói vụ le le sẽ không bao giờ bao lâu, chị nói đúng quá trời đất ơi chị. Mà Ngọc Anh, chị cái miệng của chị công nhận nó ăn mắm ăn muối thiệt, nhưng mà chị nói cái gì là nó có chị mới nói, đúng không? Không có là không nói. Tại vì sao? Mình có cái sự không phải là tiên tri, tại vì mình có cái tầm nhìn xa, sự việc nó như vậy đó. Giống như là trước nói chuyện ông Phúc đó, người ta chửi tôi giờ có không? Có hết chứ không có đâu. Bây giờ ai cũng nợ ông Phúc một lời xin lỗi hết trơn. Ai cũng nợ ông Phúc một lời xin lỗi chứ. Tôi là người bảo vệ ông cho nên tôi không có lỗi với ông, đúng không? Bảo vệ tới điên mà. Dạ em chào anh Tiến Nguyễn.
Rồi tự nhiên bây giờ ha, sồn sồn hãy nay cái người này nói chuyện chủ đề cũng Phúc người mẹ, nay cái có ông anh em ông Phúc không giờ có anh em, tự nhiên có đại diện ra má Phượng ở đâu đó, cái tự nhiên nay cái đứa em gái không, nay cái chị gái và bà già, thì quý vị nghĩ đi sao tôi thấy nó rối quá. Bây giờ người nào đại diện mà được một giống như ủy quyền đại diện ra để có tiếng nói với phiên tòa, bây giờ mẹ ông sao nói được, bà già vậy sao nói, bây giờ ở bên kia nhiều khi bên kia nó cài cắm vô, vậy quý vị thấy như thế nào, nó sẽ cài cắm vô đủ thứ chuyện hết trơn á. Thành thử ra cái ở đây cái cẩn thận nhất là gì, cộng đồng, cẩn thận nhất là cộng đồng, là gọi là gì, tung hô cũng là cộng đồng mà giết chết cũng là cộng đồng đó, cho quý vị biết gì đó. Tòa án vô lương tâm, ai nói vô lương tâm, tòa án vô lương thực vô lương tâm nhất trên đời, vì vì nhiều tiền chứ không có lợi ích, có thể tuyên án sai sự thật. Trời đất ơi, chị mà nhân danh ghê lắm, quý vị thấy đó. Cỡ bà Phương Hằng mà nhiều tiền không, tiền mua quá trời tiền luôn, giàu mà. Mà quý vị thấy nè, bà mướn luật sư cỡ nào thứ dữ không, nhưng cuối cùng bà tại sao bà không được kháng án. Cho nên cái trường hợp ông Phúc này để chống án và giữ đề là không chấp nhận cái phiên ai phiên án. Nhưng cỡ bà Phương Hằng thấy gì tiền đó thì cuối cùng có được đâu. Chị cũng tin thầy Phúc từ đầu, khi buồn là em xem thầy Phúc, đúng rồi. Chào chị đẹp, chào nghe. Bao nhiêu người họ luôn luôn họ đã bảo vệ ổng, họ bảo vệ ổng. Cái điều mình thấy những cái người họ nói thật đó quý vị, chưa bao giờ người ta nói một cái điều gì hết. Con này là chị em của con thì Dương. Ê nó nghe nè, ê nó nghe nè, cái thằng kia ở đây là không có con, tao là chị của mày đó. Nhiều khi tao là chị của bà nội mày luôn, chị của má mày luôn đó, mày khi tao bằng con sao được. Không nghe. Thầy Dương là ai? Thầy Dương nó nói bà nội mày hả? Rồi tự nhiên sao mày sợ thầy Dương hả? Rồi, con này là em của thầy Dương, tao em của thầy Dương là cái thứ mày quy chụp và tao em thầy Dương đó rồi sao? Rồi có liên quan tới ông nội mày không? Mấy thằng bớt để chửi nó. Hello chị, chào Lài Ngô. Là cái vụ án của ông Phúc nó có thể không ship lại đâu, nhưng tôi tin rằng, tôi tin rằng ông Phúc này ông sẽ là người vô tội, và cuối cùng ông Phúc này sẽ kháng án thành công. Quý vị tin điều đó. Tại vì sao? Tôi tin một điều lớn nhất, ông Phúc có đủ lý trí tự ông Phúc bào chữa cho ông Phúc. Cho nên không có cần cái thằng luật sư nào để bào chữa cho ông Phúc cả. Tôi tin rằng ông Phúc tự bào chữa cho ông được, tự bào chữa cho ông được, chứ không cần một cái luật sư nào hết nha quý vị. Để Tuyền lên thuê luật sư đó để giúp đỡ cho mẹ của ông Phúc, không cần phải lo toan cái chuyện gì chi nữa cho nó mệt. Còn người nào, còn bà con cô bác ở nước ngoài nè, tôi thấy là như bà con kiều bào thì quan tâm cái chuyện này hơi nhiều hơn. Thì trong nước tôi nói thật với quý vị, chỉ cái miệng sồn 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 vậy thôi, chứ nói về cái giúp về vấn đề tài chính thì tôi nói thẳng thì có ai, không ai giúp nhiều đâu. Nhưng một cái người á, mà giúp được á, là những bà con kiều bào, rất là nhiều người họ giúp. Tại vì những người đó họ thích về cái công lý đó. Họ muốn cái công lý nó được minh bạch, giống như được minh bạch ra để cho tất cả người ta thấy cái quan tòa ở Việt Nam là như thế nào. Tôi nghĩ rằng cái công lý này nó nằm ở trong cái sự thật, mà cái sự thật này nó nằm ở ngay chỗ cái người tu. Cái người tu là gì? Cái người thật là cái người tu đó quý vị. Tôi nghĩ ông Phúc á, ổng có sự hộ pháp của ơn trên, ổng sẽ làm được điều này, ổng sẽ làm được, ổng tự ổng bảo vệ cho ổng được. Cho nên mong tất cả bà con cô bác đừng có vì những cái lời nói người này người nọ người kia ủng hộ giúp đỡ, thì cái đó họ có cơ hội họ tấn công vô đó. Người đẹp đừng chửi người xấu em ơi, gì người đẹp đừng chửi người xấu em ơi, à vậy hả? Ờ cảm ơn Nga nha, Nga bỏ nghĩ chửi rồi nói thôi. Tôi tin rằng gì BT thầy mệt quá, không để chuyện thầy Phúc. Tôi nói thật với mấy ông còn thơ ngay quá à. Người ta là người lớn ở trên trời rồi,
Chuyện này chuyện nhỏ, để cho lũ nhỏ nó làm. Chừng nào mà cái việc hàng ngàn tỷ đi, hàng ngàn tỷ á nha, còn chuyện này chờ, chuyện có 70 triệu à. Chuyện có 70 triệu ha, 7.000 tỷ thì mới có tới mấy bác, mấy ông, mấy ông cái chuyện mà cái chuyện nhỏ xíu ở một cái quan làng gì mà mấy ông đi lên tới tột đỉnh ở trên trời sao được, hiểu không? Chuyện này là chuyện nhỏ, cái chuyện chuyện làng thì để chuyện làng xử, chuyện quan thì để chuyện quan xử, còn mình là vua ở trên đó, vua bây giờ đâu có lấy cái chuyện nhỏ mà xử được quý vị. Đó, sau lưng của em là một đống hoa hồng, em rất thích hoa hồng, em yêu hoa hồng. Hoa hồng đẹp không? Chuyện nhỏ nhưng cộng đồng mạng nó lớn. Em nói thật với các anh chị kêu gào thét to lên đi, cô không có tới phiên các bác đâu. Úi giời ơi, chỉ có 70 triệu thôi. Với hai nữa, anh Phúc nhà mình nghèo lắm. Cỡ cái câu chuyện chị Nguyễn Phương Hằng, trời ơi lớn cỡ đó, tiền nhiều cỡ đó thì mới có nhiều người vào cuộc. Còn mấy cái chuyện nhỏ không ai vào cuộc đâu. Đúng không? Chuyện nhỏ xíu à, chuyện nhỏ lắm. Đó là những câu chuyện của anh Phúc luôn luôn lúc nào cũng nóng trên tất cả trên trang báo. Giờ kể chuyện cho mấy anh thầy chùa nghe nè. Bỏ chuyện anh Phúc đi. Em kể chuyện cho mấy anh chị nghe là cái câu chuyện là thầy chùa chuẩn bị hoàn tục. Đây, từ đây về sau, từ đây sắp tới, em chào anh Thập Nhất nha. Là 1, 2 sẽ có vài thầy chùa mà có máu mặt chuẩn bị hoàn tục. Thầy chùa hoàn tục là có thật nha quý vị. Tại vì sao? Hạ cánh an toàn. Tôi cũng có nghe, tôi có ông bác làm trong bộ máy chính trị á. Hey, không phải, tôi có ông bác, ông làm trong giáo hội Phật giáo, giáo hội Phật giáo Trung ương luôn. Tôi có ông bác, tôi nghe ông thông tin rằng, đây là tin mật nha, ông nói, con ơi, có một thằng nó chuẩn bị đó con, nó hoàn tục rồi đó, nó hoàn tục để nó tránh cái vấn đề mà bị điều tra đó con à. Nhưng mà quý vị ơi, cái thằng này nó chạy trời, nó không khỏi nắng, nó không có cửa, nó tính nó hoàn tục, nó ẩm số tiền, nó tự do đó. Nó có tiền rồi, nó gửi ngân hàng tỷ sĩ, nó nhiều tiền lắm, thì nó nghĩ nó ương toàn, nó không có ương toàn chút nào đâu. Nếu nó nằm trong giáo hội Phật giáo mà cho ký nhận cho thằng này hoàn tục, là giáo hội Phật giáo hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với tất cả chúng sanh, vì cái thằng này nó còn nợ chúng sanh rất là nhiều, là không thể nào nó hoàn tục được nha quý vị. Đó, cái thằng này không thể nào hoàn tục được. Một cái thằng thứ hai là ở đây cũng có, tôi có ông cố nội tôi làm ở trong trưởng ban tuyên giáo, cho rằng là cái thằng này là cái thằng thích tệ hại, nó cũng chuẩn bị nó hoàn tục. Nó hoàn tục là nhiều, ở trong đó nó tục nhiều quá, nó chơi tục nhiều con quá, giờ nó muốn hoàn tục ra ngoài đời để nó sống. Thì quý vị thấy đi, cái sự hoàn tục bắt đầu vào đại trà sắp tới cho bà con của bác anh chị, hiện tại nó muốn hạ cánh an toàn. Và nhiều một cái thông tin mà quý vị không ngờ được, không phải hoàng tộc mà đúng là động thổ. A à, cái đó là hoàng tộc nó động thổ gia, động thổ nhà, gọi là nhà chùa đó. Đúng là ở đây ta gọi là nhà chùa, người đó ta gọi là ngôi chùa, còn bây giờ ta gọi là nhà chùa. Tất cả các sư ở trong nhà chùa, mà cái nhà nó đẹp lắm quý vị, cái nhà cất như kiểu nhà chùa. Còn hồi xưa ta gọi là đi chùa là ngôi chùa, còn giờ là nhà chùa. Đó, bây giờ tôi không biết giáo hội Phật giáo như thế nào. Tôi xin gửi đến cho giáo hội Phật giáo, nếu các ông là giáo hội Phật giáo liêm minh, liêm chính, chánh pháp, đúng pháp, hiểu pháp, biết pháp, hành pháp, không có sai pháp, thì các ông không bao giờ cho cái thằng lụng lùng này nó hoàn tục được. Tức là gọi là thích từ từ. Nếu thằng thích từ từ này là hoàn tục thì các ông hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tại vì sao? Tại vì mấy ông đang bao che cho nó, để cho nó hoàn tục. Trước
khi hoàng tục cũng cho chúng sanh biết rằng tất cả cái bằng chứng chỉ đó ai là người cấp bằng nha. Để cho người ta biết người ta học ở chỗ nào, để sau này người ta tới đó người ta học đó. Nhớ nha, phải cố gắng, phải cố gắng nha quý vị, người dùng là phải cố gắng không cho thằng này hoàng tục. Tại vì nếu nó hoàng tục là mình không có cơ hội để biết những cái bằng này là thằng nào cấp cho nó. Quý vị nên nhớ kỹ, ở đây chúng sanh cần muốn cho giáo hội Phật giáo trả lời, và thậm chí cả luôn thằng Thích Từ Từ này trả lời cho với tất cả chúng sanh, phải buộc phải trả lời, hỏi tại sao người nào cấp bằng, mỗi cái bằng 25, 30 năm mà tới 5 cái bằng, học ở trường nào ở đâu, để cho biết. Chứ bây giờ là biết là tất cả là báo cáo là ở truyền thông chính thống đưa ra là Thích Chân Cu đó, là nó là thật sự nó không có bằng và nó không có danh sách đó, nó không có danh sách mà gọi là học chính quy đó nha quý vị. Nó không có tên ở trong cái danh sách để học đó, hầu như cái thằng này nó không có danh sách giáo sư tiến sĩ gì trơn á, là cái bằng giả này là thằng nào cấp đó đó nha, gửi đến đó. Còn cái thằng Thích Tệ Hải này không biết nó có cái bằng gì, cái nó cái thằng bằng là thằng này nó có bằng lừa. Mà cái thằng Tệ Hải này, thằng Tệ Hải này quý vị biết không, nó là trùm ở trong cái bộ máy Shopee, trùm trong máy Shopee. Cảm ơn Đồng Quốc. Trùm trong cái Shopee, quý vị biết trong cái Shopee mà bán hàng online là cái thằng Tệ Hải là nó nắm trùm, và nó tự nó quảng cáo mặt hàng cho nó. Bồ Tát thì thích cụ từ, nó là Bồ Tát gì. Bây giờ cái thằng Thích Tệ Hải, thằng Thích Từ Từ là hai thằng này nó muốn nhóm chân này nè. Bởi vậy cái thằng cha Thích Chân Cu đó, thằng cha ngu quá trời quá đất ngu mà thằng cha chạy không kịp. Chạy không kịp, mới vừa mới có kéo quần lên là bắt đầu là xong rồi, để em đọc một cái tờ báo cho cả nhà nghe nha. Để em đọc cái báo. Em lâu lắm em mới đọc báo, nhờ em đọc báo cho cả nhà nghe. Đọc cái báo coi anh Thích Từ Từ này coi. Thích Chân Cu chứ. Này báo lao động nha, báo lao động nha. Gõ cái thanh tiền biến cho khó quá, em chưa có. Hôm nay đẹp quá chị ơi, trời ơi, nữa khen nữa.